Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với Tech Room. Cách đây vài ngày thì mình đã có dịp trên tay chiếc Galaxy Watch 3 tại không gian Samsung 68. Chỉ là trên tay nhanh thôi. Còn hôm nay, sau nhiều ngày đeo chiếc đồng hồ này thì mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm chuyên sâu và cụ thể hơn về chiếc smartwatch cao cấp nhất của Samsung trong năm 2020. Bắt đầu thôi. Về mặt ngoại hình thì giống như người đàn anh Galaxy Watch thế hệ đầu tiên thì Galaxy Watch 3 vẫn duy trì mặt đồng hồ tròn. Và mình khá ưa thích cái dạng đồng hồ này bởi vì mang lại một cái sự cổ điển nhất định. Nhất là những sản phẩm đến từ Samsung thì luôn có cách hoàn thiện cao cấp và trông rất là đắt tiền và xịn sò. Sản phẩm này vẫn duy trì tất cả những đặc điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm đời trước, đặc biệt là cái vòng bezel giúp cho việc xoay và điều khiển cái đồng hồ này trở nên tiện lợi hơn. Còn nói về chiếc Galaxy Watch này thì đặc điểm nổi bật quan trọng nhất của nó so với thế hệ trước chính là nằm ở các phần kích thước. Nếu các bạn để chỉ nhìn cái Galaxy Watch thế hệ thứ 3 thôi thì các bạn sẽ thấy nó không khác gì nhiều so với Galaxy Watch thế hệ đầu, vẫn là mặt đồng hồ tròn, vẫn là vòng bezel, vẫn là hai phím bấm. Nhưng mà nếu các bạn đặt hai đồng hồ cạnh bên nhau thì các bạn sẽ thấy Galaxy Watch thế hệ thứ 3 này nó sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ trước. Hai phiên bản của Galaxy Watch 3 là 41 và 45mm, có mặt đồng hồ tương tự phiên bản 42 và 46mm ở Galaxy Watch thế hệ đầu. Cái kích thước giảm đi không phải là kích thước màn hình mà là kích thước tổng thể của thiết bị. Do vậy nên chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nhỏ hơn, mỏng hơn và phù hợp với cổ tay của người Á Đông hơn. Khả năng hoàn thiện và vật liệu chế tác là một điểm cộng đáng nói nữa trên sản phẩm Galaxy Watch 3 này. Sản phẩm này được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, từ vật liệu bao gồm phần khung được làm bằng thép không gỉ, phần đáy được làm bằng gốm giúp cho thân thiện với da tay và chống chịu va đập, phần mặt trên thì được làm bằng kính Gorilla Glass DX chống chịu và chống xước tốt hơn. Ngoài ra những chi tiết rất là nhỏ, đáng ra thì không ai để ý tới đâu, nhưng mà Samsung cũng làm rất là tỉ mỉ, mang lại một mức độ hoàn thiện cực kỳ cao cho cái đồng hồ này. Ví dụ như phần hai phím bấm chúng ta sẽ có dòng chữ Galaxy Watch, mà thật ra nếu không để ý thì các bạn cũng không bao giờ nhận ra được. Dây đeo cũng là một phần cực kỳ quan trọng của chiếc đồng hồ, nhưng mà đôi khi bởi vì chỉ có quan tâm đến công nghệ trên đồng hồ nhiều quá mà quên mất cái phần dây đeo này. Galaxy Watch thế hệ thứ 3 được trang bị sợi dây da chất lượng cao theo quảng cáo của Samsung là như vậy. Thật ra lúc đầu là mình không ấn tượng với dây đeo của sản phẩm này lắm bởi hai lý do. Thứ nhất là khi mới mua về và tháo ra thì nó hơi cứng một chút, khó chịu khi đeo. Thứ hai là từ trước tới giờ thì mấy hãng smartwatch hay quảng cáo là dây da chất lượng cao các thứ, nhưng mà khi tặng chủ yếu là dây phủ da bên trên, còn bên dưới là cao su, đeo cũng không có cảm giác thú vị gì lắm. Nhưng mà cuối cùng thì sản phẩm này lại gây cho mình bất ngờ bởi vì dây da trên sản phẩm này là dây da chất lượng cao thật. Khi kết hợp với đồng hồ dạng tròn và thiết kế tương đối cổ điển của sản phẩm thì mang lại một cái tổng thể rất là liền lạc và hợp lý. Dây da trên sản phẩm sau vài ngày đeo thì bắt đầu mềm và fit với cổ tay mình hơn, do vậy nên là cảm giác nó rất là thích. Và mình cũng có thể dễ dàng xác nhận đó là dây da thật chứ không phải là chỉ phủ da cao su bên dưới, bởi vì dây da này có khả năng bị ngấm nước, ngấm mồ hôi khi mà mình sử dụng. Sau đó thì nó cũng sẽ nhanh chóng khô thôi và không để lại mùi khó chịu khi mà đeo lâu. Nói về những trải nghiệm của mình với chiếc Galaxy Watch 3 này thì cái điểm cộng lớn nhất mà mình muốn dành nhiều thời gian nhất để nói chính là cái vòng bezel trên sản phẩm này. Rất vui khi Samsung tiếp tục giữ lại cái thiết kế này trên sản phẩm Galaxy Watch mới nhất của hãng. Cảm giác khi xoay cái vòng bezel này thật sự rất là thích. Bởi vì cái màn hình của một chiếc smartwatch dù có lớn tới đâu đi nữa thì nó cũng không đủ lớn các bạn có thể thao tác với ngón tay của mình. Do vậy nên với một cái thiết kế vòng bezel thông minh, chúng ta có thể xoay và điều khiển được chiếc đồng hồ này đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Samsung cùng hệ điều hành Tizen hỗ trợ tất cả các tính năng xoay bên trong gần như mọi ứng dụng của chiếc đồng hồ này. Khi các bạn xoay đổi đồng hồ, đổi thời gian, chuyển nhạc, tăng giảm độ sáng hay kết nối thiết bị thì mọi thao tác đều có thể dùng cái vòng xoay bezel này để mà điều khiển được. Phiên bản phần mềm Tizen OS dành cho Watch trên Galaxy Watch Active 3 cũng rất là ổn định, thân thiện và trực quan đối với người dùng. Một vài tính năng mình khá là thích trên sản phẩm này nằm ở việc nhận thông báo. Mỗi khi có thông báo tới, ngoài việc rung hay là hiển thị ra thì nó sẽ có một cái chấm màu vàng ở góc 9 giờ của đồng hồ. Mình chỉ cần xoay sang bên trái để theo dõi đó là cái thông báo gì. Và nếu thông báo là tin nhắn hay thông tin gì tới thì các bạn có thể phản hồi trực tiếp bằng rất nhiều cách khác nhau, dùng icon, emoji, trả lời bằng giọng nói hoặc thao tác nhập liệu trực tiếp trên sản phẩm. Có khá nhiều cách để nhập liệu khác nhau, nhập liệu bằng giọng nói, bằng cách vẽ chữ trên màn hình, hoặc là nhập chữ trực tiếp bằng bàn phím T9. Đó là một cái rất là hay bởi vì vốn diện tích của màn hình smartwatch hình tròn thì nó không có quá lớn để hiện đầy đủ một cái bàn phím full size chúng ta dễ dàng thao tác. Việc Samsung mang một cái bàn phím T9 lên sản phẩm này giúp cho việc gõ phím đơn giản, thú vị và có cảm giác retro giống như hồi sử dụng điện thoại còn 9 phím hồi xưa. Kho ứng dụng mà Samsung cung cấp cho dòng sản phẩm smartwatch cũng rất là đồ sộ với nhiều ứng dụng khác nhau và bao gồm cả nhiều mặt đồng hồ vô cùng thú vị và độc đáo để các bạn có thể lựa chọn nữa. Đương nhiên thì những cái mặt nào quá xịn thì các bạn phải bỏ tiền để mua chứ không có miễn phí. Galaxy Watch 3 cũng được chăm chút nhiều hơn về việc chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng ở việc đo nhịp tim liên tục cả ngày, đo sweat hay theo dõi giấc ngủ. Sản phẩm cũng được nâng cấp tính năng đo SpO2 trong máu và cảnh báo té ngã.
Về các bài tập thì đương nhiên rồi, Galaxy Health cũng cung cấp cực kỳ nhiều bài tập để các bạn có thể lựa chọn bên trong app trên điện thoại và cả trên smartwatch. Một số bài tập thông dụng ví dụ đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp thì các bạn không cần phải kích hoạt bàn tay mà sản phẩm sẽ tự động nhận diện mỗi khi các bạn luyện tập. Một phần khá là quan trọng liên quan tới Galaxy Watch 3 mình muốn chia sẻ đến các bạn chính là khả năng hoạt động độc lập. Trước giờ chúng ta vẫn nghĩ đồng hồ thông minh là một cái phụ kiện đi kèm với điện thoại, nhưng mà với chiếc đồng hồ này cùng khả năng kết nối linh hoạt thì nó thật sự là một sản phẩm IoT và có thể hoạt động độc lập không cần phải dùng đến chiếc smartphone. Với sản phẩm Galaxy Watch 3 phiên bản 41mm và có hỗ trợ kết nối LTE thông qua cái chuẩn eSIM mà được các nhà mạng Việt Nam đã hỗ trợ rồi thì mình có thể nhắn tin, gọi điện hay sử dụng data mà không cần phải đến điện thoại hay là wifi. Do vậy nên là việc sử dụng cái đồng hồ này trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Alo anh Khánh ơi. Alo anh nghe. Anh có nghe rõ gì em nói không? Ok ok. Ngay cả với phiên bản không có LTE mà chỉ sử dụng Wi-Fi thì chúng ta cũng có thể tận dụng tính năng Wi-Fi calling có sẵn trên các máy Samsung để mà gọi điện nhắn tin khi mà không để gần chiếc điện thoại và chiếc smartwatch, nhất là trong những điều kiện luyện tập chẳng hạn. Sản phẩm này đương nhiên là có loa ngoài và có cả kết nối với tai nghe không dây giúp cho việc phát nhạc được tiện lợi hơn. Và để phát nhạc thì chúng ta có cả bộ nhớ trong 8GB bên trong sản phẩm để lưu trữ được rất là nhiều thứ. Do vậy nên không cần điện thoại, mỗi khi luyện tập các bạn chỉ cần một chiếc đồng hồ hay một chiếc tai nghe Bluetooth thôi thì có thể có đủ âm nhạc khi chúng ta luyện tập thoải mái và chủ động rồi. Ngoài ra, nhỏ thôi nhưng mình cũng muốn chia sẻ đó là việc Samsung có hỗ trợ một ứng dụng tên là Camera Controller không có sẵn cái đồng hồ mà các bạn phải tải về. Thông qua ứng dụng này thì các bạn sẽ điều khiển được camera của máy ảnh, kích hoạt camera, quay phim, chụp ảnh và theo dõi live view, lấy nét được luôn. Nghe nói trong thời gian tới các bạn có thể tận dụng cả vòng bezel của sản phẩm để zoom trên chiếc Galaxy Note 20 Ultra nữa cơ. Một tính năng nhỏ cuối cùng liên quan tới việc kết nối trên sản phẩm này mà mình đánh giá rất cao đó chính là mỗi khi mà điện thoại và chiếc đồng hồ này bị ngắt kết nối á thì đồng hồ sẽ rung nhẹ lên một phát để mình biết thông tin này. Nhờ vào tính năng nhỏ này mà Samsung cung cấp nên là mình hạn chế được việc bỏ quên điện thoại, bởi vì tính mình thì hơi chảo bàng một tí. Ngoài ra khi nói về những tính năng khác thì Samsung trang bị cho Galaxy Watch 3 một cấu hình đủ ổn, được nâng cấp lên mức 1GB RAM để cho mọi cái thao tác đa nhiệm sử dụng vuốt chạm lên đồng hồ vẫn đảm bảo được sự mượt mà dù những tính năng mới trên đồng hồ này là khá nhiều. Màn hình đủ ổn để các bạn theo dõi được đầy đủ thông tin trong nhiều điều kiện nguồn sáng khác nhau. Đương nhiên đây là một chiếc đồng hồ cao cấp nhất đến từ Samsung nên những công nghệ đặc biệt về mặt độ bền, ví dụ như chuẩn độ bền quân đội Mỹ, kháng nước 5 atmosphere, kháng bụi, kháng nước ở mức IP68 là vẫn còn. Ngoài ra thì sản phẩm vẫn hỗ trợ thanh toán bằng Samsung Pay, nhanh, tiện lợi và cực kỳ hiện đại. Tuy nhiên mình cảm thấy khá đáng tiếc khi Galaxy Watch 3 không thể duy trì được thế mạnh về pin giống như những chiếc smartwatch Samsung từ trước tới giờ. Sản phẩm này với phiên bản 41mm mình đang sử dụng thì chỉ cầm cự được khoảng 1 ngày nếu sử dụng nhiều và bật cả tính năng on-world display. Điều này là có thể thông cảm được bởi vì sản phẩm này được trang bị thêm nhiều tính năng, nâng cấp về cấu hình và một thân hình nhỏ gọn hơn nữa. Tổng kết lại về trải nghiệm của mình cùng chiếc Galaxy Watch 3 này thì đây không phải là một dòng sản phẩm đổi mới hoàn toàn hay có thể gây bùng nổ cảm xúc khi mà nó là một phiên bản kế thừa và nâng cấp dành cho Galaxy Watch thế hệ đầu tiên vốn đã làm rất tốt rồi. Mình không chắc là giá bán của sản phẩm này có thật sự hợp lý và dễ dàng tiếp cận dành cho tất cả mọi người hay không. Nhưng nếu bạn có nhu cầu và có cả tiền thì những trải nghiệm trên sản phẩm này là thật sự tuyệt vời dành cho bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video lần này của Techroom. Các bạn đừng quên subscribe để theo dõi nhiều video của bọn mình hơn trong tương lai. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau.